Theo thống kê của Cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Việt Nam có 6,1 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số. Chỉ có 0,1% người khuyết tật hoàn thành bậc đại học cao đẳng. Con số này cho thấy việc người khuyết tật tiếp cận với cơ hội giáo dục của người khuyết tật ở bậc đại học gặp rất nhiều khó khăn. Một số khó khăn mà sinh viên gặp phải có thể kể đến như sau. Bản thân em là sinh viên khuyết tật thì em về vận động thì em là khó khăn về di chuyển, khó khăn khi lên xe buýt hoặc là về cơ sở hạ tầng của trường thì em không thể lên cao được, lên các bậc thang cao được. Khó khăn thứ nhất đó là về cái nguồn tài liệu. Có thể nói rằng là những nguồn tài liệu dành cho sinh viên mà đặc biệt là sinh viên khiếm thị nó rất là hạn chế, đặc biệt là những giáo trình, những cái tài liệu bài giảng của giảng viên thì sinh viên gặp hạn chế trong việc tiếp cận. Thứ hai nữa là việc giảng viên có thể trình chiếu trên PowerPoint. Sinh viên khiếm thị thì không thể nhìn vào đó để ghi bài hoặc là nhìn vào đó để dùng những phương pháp trực quan để quan sát. Chính vì vậy mà phải nhờ đến các bạn hướng dẫn. Rồi thứ ba nữa là việc mà di chuyển từ nhà tới trường đối với một sinh viên khiếm thị thì rất khó khăn. Chúng ta phải đi bằng nhiều cái phương tiện như đi xe buýt thì gặp rất là nhiều hạn chế. Trước thực trạng này, dự án tiếp cận giáo dục dành cho sinh viên khuyết tật hay gọi tắt là dự án DARE do Đại sứ quán Iceland tài trợ ra đời. Dự án được thực hiện thí điểm tại hai trường đại học là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian 2 năm từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017. Hỗ trợ sinh viên khuyết tật giải quyết những khó khăn mà sinh viên đang gặp phải là một trong những ưu tiên mà nhà tài trợ hướng đến. Hỗ trợ các nhóm yếu thế, trong đó đặc biệt là người khuyết tật là một trong những trọng tâm của chương trình IRISHED. IRISHED ưu tiên hỗ trợ các tổ chức, hội nhóm đại diện cho chính các thành viên của mình và giúp giải quyết các khó khăn của họ. Chúng tôi tin tưởng rằng người khuyết tật có quyền bình đẳng trong việc tham gia, đóng góp và hưởng lợi từ quá trình phát triển của xã hội. Đặc biệt với các bạn sinh viên khuyết tật thì việc đảm bảo rằng các bạn có cơ hội tiếp cận đầy đủ với giáo dục sẽ giúp các bạn định hướng tốt cho tương lai. Dự án tiếp cận giáo dục dành cho sinh viên khuyết tật hướng đến 3 mục tiêu sau. 1. Sinh viên khuyết tật nhận biết được các nhu cầu về điều chỉnh hợp lý của họ và trở thành những sinh viên ưu tú. 2. Năng lực của cán bộ giảng viên đại học được xây dựng cùng với sự hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề khuyết tật và từ đó phát triển chiến lược cung cấp các hỗ trợ hiện còn thiếu cho sinh viên khuyết tật. 3. Mô hình dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật được hai trường đại học công lập, đối tác chính của dự án, ứng dụng và nhân rộng sang các trường khác trong khu vực. Và kết quả sau 2 năm thực hiện, số lượng tính đến thời điểm hiện tại có 57 sinh viên khuyết tật tham gia. Một số hoạt động dự án đã triển khai là hỗ trợ đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch cá nhân cho sinh viên khuyết tật, cung cấp các gói hỗ trợ của dự án. Khi tham gia dự án DARE thì tụi em được nhận cả về hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất. Về vật chất thì dự án hỗ trợ kinh phí cho tụi em mua phương tiện, mua tài liệu học tập. Và về tinh thần thì có người đồng hành, đó chính là các thầy cô trong trường hỗ trợ cho tụi em trong suốt quá trình tụi em học. Bên cạnh đó, dự án còn trang bị một số kỹ năng để giúp sinh viên khuyết tật hòa nhập xã hội tốt hơn sau khi ra trường. Dự án đã trang bị cho em những cái kỹ năng mềm trước khi mà có thể ra trường, ví dụ như kỹ năng làm việc nhóm, rồi kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phỏng vấn, vân vân, để chúng em tiếp cận được những cái môi trường học tập. Để giúp sinh viên đạt được những kết quả trong quá trình thực hiện kế hoạch cá nhân, sinh viên khuyết tật còn được dự án cung cấp người đồng hành để hỗ trợ trong suốt quá trình học tập. Ngoài hỗ trợ nâng cao nhận thức và kỹ năng cho sinh viên khuyết tật, dự án còn cung cấp các khóa tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ giảng viên để giúp họ hiểu và biết cách điều chỉnh hợp lý nhằm hỗ trợ sinh viên khuyết tật hiệu quả nhất. Hãy lắng nghe chia sẻ của một số giảng viên sau khi tham gia dự án. Sau những cái lần mà tham gia những cái khóa tập huấn của DRD, của dự án thì cái kiến thức của mình về người khuyết tật cũng được nâng cao hơn. Rồi ngoài ra thì mình cũng xây dựng được cái mối quan hệ đối với các bạn sinh viên khuyết tật trong trường, hiểu được những cái khó khăn mà các bạn đang gặp phải và có những cái cảm thông và hỗ trợ cho các bạn để các bạn có thể giảm bớt những cái khó khăn của mình. Người đồng hành và cán bộ quản lý sẽ biết được sinh viên khuyết tật cần gì và sinh viên khuyết tật muốn gì. Không phải là chúng ta chỉ hỗ trợ về những cái vấn đề về vật chất, tiền bạc hay là gì hết, mà chúng ta cần hiểu hơn được là
sinh viên khuyết tật đang gặp những cái rào cản gì trong quá trình tiếp cận giáo dục? Nhà trường cũng đã bắt đầu có những cái hướng mới hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật. Tôi thí dụ như ở cái dãy nhà chúng ta đang ngồi đây thì thang máy là cũng đã chú ý tới người khuyết tật. Rồi đường đi cũng đã chú ý cho người khuyết tật, mà đặc biệt là những người khuyết tật về vận động. Rồi dãy nhà mới làm là dãy nhà B, và những cái khu vực ở trong trường thì người ta cũng đã bắt đầu quan tâm tới những sinh viên khuyết tật khiếm thị và sinh viên khuyết tật về vận động. Bên cạnh đó, bản thân sinh viên khuyết tật cũng đã có nhiều thay đổi tích cực hơn khi tham gia dự án. Sau khi tham gia chương trình thì em thấy em có nhiều thay đổi, em tự tin hơn. Cái kết quả học tập của em thì cũng tiến bộ hơn so với lúc chưa được nhận hỗ trợ. Trong quá trình thực hiện, dự án cũng gặp một số thuận lợi và thách thức sau. Dự án tiếp cận giáo dục cho sinh viên khuyết tật tại trường khoa học xã hội nhân văn và trường đại học sư phạm thì chúng tôi cũng có một số cái thuận lợi, như là được sự ủng hộ từ ban giám hiệu nhà trường cũng như là bên phòng hỗ trợ cho sinh viên. Và đây là một cái điểm rất là tốt, bởi vì có được cái sự đồng thuận từ ban giám hiệu thì chúng tôi triển khai dự án thuận lợi hơn. Đồng thời thì nhà trường cũng bố trí một đội ngũ các giảng viên của trường để là những người đồng hành trong dự án. Bên cạnh những cái thuận lợi thì chúng tôi cũng có một số những cái thách thức. Thứ nhất đó là về cái mô hình hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật ở Việt Nam của mình thì nó chưa có được phổ biến, cho nên là các bên đối tác cũng như là về phía DD thì cũng dần dần học hỏi thông qua cái công việc của mình để mà chúng tôi rút kinh nghiệm và xây dựng cái mô hình. Một cái thứ hai nữa là trong cái luật giáo dục của mình thì cũng chưa có thống nhất hoặc là hỗ trợ cho các trường đại học để mà xây dựng những cái tài liệu cũng như là những cái phương tiện, những cái công cụ để mà hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật khi mà các em đi học. Bên cạnh những thành công ban đầu của dự án, DRG vẫn muốn tiếp tục duy trì những hoạt động thông qua các sáng kiến hỗ trợ sinh viên khuyết tật. Tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đang hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện bộ phận hỗ trợ sinh viên khuyết tật để trường có thể tiếp tục những hỗ trợ cho sinh viên sau khi dự án kết thúc. Trong tháng vừa rồi là chúng tôi đã tiến hành mua một số cái thiết bị và chuẩn bị đầy đủ những cơ sở vật chất, chẳng hạn như là máy vi tính, một số thiết bị hỗ trợ nghe như là headphone, bàn phím, chuột, rồi một số phần mềm hỗ trợ cho sinh viên khiếm thị, chẳng hạn như là phần mềm cho, phần mềm chân test, để hỗ trợ cho các bạn sinh viên khuyết tật. Chúng tôi hỗ trợ cho các bạn về những cái khó khăn trong cái việc học tập, tư vấn cho các bạn về chế độ chính sách, về ký túc xá, giới thiệu các bạn sang phòng đào tạo để các bạn được người ta tư vấn về chương trình đào tạo cũng như là cách thức để mà mình đăng ký học phần. Đối với cái mô hình hỗ trợ sinh viên khuyết tật, có thể đó là một cái mô hình mới ở trong các cơ sở giáo dục. Thì đặc thù của cái việc hỗ trợ các bạn sinh viên khuyết tật là muốn các bạn có một cái điều kiện tốt nhất để các bạn có thể tham gia học tập và rèn luyện ở trường. Ngoài việc hỗ trợ cho các bạn thì cái mô hình này sẽ giúp các bạn có được một cái sự tự tin trong việc tiếp cận với giáo dục, để các bạn không cảm thấy là mình mặc cảm khi phải đối diện với những bạn không bị khiếm khuyết, tạo cho các bạn một cái động lực để các bạn học tập thật tốt trong 4 năm các bạn học tập tại trường. Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, các sản phẩm của sáng kiến, xây dựng và tổ chức khai thác sử dụng các sản phẩm thông tin phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên khiếm thị tại trường, thư viện trường đã hoàn thiện và đưa vào phục vụ cho sinh viên khiếm thị. Kết quả thực hiện dự án đã đem lại rất là nhiều ý nghĩa, không những cho các bạn sinh viên khiếm thị và cả cho bản thân của chúng tôi là những người thực hiện. Thứ nhất là đối với các bạn sinh viên khiếm thị thì các bạn sẽ có khả năng nắm rõ và hiểu rõ hơn những nguồn tài liệu chuyên ngành phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu khoa học của các bạn tại trường. Các bạn sẽ tự tin hơn và lựa chọn đúng hơn cái nguồn tài liệu mà các bạn đang được học tại trường. Và cái điều thứ hai mà tôi nghĩ đó là kết quả thực hiện dự án cũng góp phần nâng cao được cái nhận thức của cán bộ thư viện về cái việc là
hỗ trợ phục vụ cộng đồng người khuyết tật nói chung và sinh viên khiếm thị nói riêng. Trong 2 năm qua, khi mà phối hợp cùng với tổ chức DRE thực hiện cái dự án này, dự án đã thành công. Và cái thành công lớn nhất là đã nâng cao năng lực của các bạn sinh viên khuyết tật đang theo học tại trường chúng tôi. Và nó biểu hiện rất rõ nét, tức là từ những cái bạn mà sinh viên nhút nhát và không có tự tin vào bản thân mình thì các bạn đã trở thành những cái bạn sinh viên có đầy đủ cái khả năng, tức là tự tin, được hỗ trợ thêm những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà có lẽ là trước đây các bạn không hiểu hết hoặc là không biết gì về các cái kỹ năng đó. Nhưng khi được tham gia cái dự án này thì các bạn đã được trang bị những cái kiến thức rất tốt. Sau 2 năm thực hiện dự án của DRD thì chúng tôi thấy sinh viên là những người rất phấn khởi. Người ta được DRD tài trợ cho người ta về vật chất lẫn tinh thần, và đặc biệt là những cái khóa huấn luyện giúp cho những sinh viên khuyết tật của chúng tôi. Và sinh viên khuyết tật của trường Xã hội Nhân Văn, người ta kết nối lại với nhau một cách dễ dàng hơn, và người ta thân thiện hơn, và người ta có điều kiện để người ta hòa nhập với cộng đồng, và trước hết là họ hòa nhập với nhau ở trong cái môi trường học tập. Chúng tôi đánh giá cao kết quả của dự án mà DRD và các đối tác địa phương mang lại trong những năm qua. Mặc dù mới là những cái thành công ban đầu, nhưng mà dự án đã là nền tảng tốt và tạo đà cho các bạn thanh niên tiếp tục tạo dựng sự nghiệp của mình và giúp đỡ các bạn khác trong cộng đồng. Với những thành công ban đầu mà dự án TRE mang lại, chúng ta hoàn toàn tin rằng người khuyết tật sau khi học, nếu được tạo điều kiện và có những cơ hội bình đẳng như những người khác, thì họ vẫn học tập tốt và phát huy những giá trị bản thân một cách tốt nhất.